chào tất cả mọi người đang xem trên kênh Người Nhà Quê. Hôm nay mình đi hái được cái hoa nụ cúc áo, rất là công dụng và bổ ích cho mọi người chúng ta, đặc biệt là bệnh chữa được bệnh đau răng, đau nhức răng nhá mọi người. Cái này thì ở ngoài đồng rất nhiều đấy, cái này thì nó ưa nước, cái chỗ nào nước nhiều thì nó sẽ tốt và hoa to như này. Đấy là con này đang chưa bé, nay mình chia sẻ cho mọi người cùng biết đấy. Cái này thì rất là tác dụng về tiêu viêm, đau nhức mỏi xương khớp thì ta có thể dùng toàn thân cái cây này được, nhưng riêng đặc biệt là chữa trị của cái này là chữa trị nhức răng và sầu răng rất là hiệu quả. Nếu như mọi người ai mà bị sầu răng thì chúng ta có thể ngứt cái hoa này, lấy một cái hoa này thôi, cái hoa này ta đẹp dập ra, ta bỏ vào cái răng nó bị đau đó, là nó sẽ hiệu quả ngay tức thì luôn, rất là tuyệt vời. Trong đông y thì họ đang còn dùng cái này để chữa rất là nhiều bệnh như là tiêu viêm tiêu sưng này, tiêu viêm tiêu sưng nha. Nhức răng bây giờ mình đi hái về được một rất là nhiều, mình thấy rất nhiều nên mình là hái về rồi, giờ mình tiếp tục tiến hành là để lặt cái hoa không, cái hoa này để mình ngâm với rượu để bà con của bác ai ai bị đau nhức răng để mình cho họ xúc miệng. Cái này là nó sẽ hết bệnh sầu răng và nhức răng, nên mình thấy vậy nên mình lấy về để ngâm để bỏ trong nhà rồi ấy. anh chị em ai cần là mình sẽ cho họ để cái bệnh đau răng, cái này rất là hiệu quả. Để trong đông y thì nó dùng để chữa các bệnh, cái toàn thân này chữa được bệnh hết nhá. Những cái cục áo hoa vàng này rất là tuyệt vời. Đấy, hẳn cái thân hẳn thì giống như cái thân quả mực ấy mà, cái lá cũng gần nhưng mà không giống, nhưng cái thân thì nó một tí như quả mực ấy. Bây giờ mình tiến hành nhặt hoa ra để rửa sạch rồi ngâm vào rượu để ai cần thì mình cho, ai mà đau nhức răng thì mình sẽ cho. Cái này thì thấy cái thuốc quanh vườn mà nó thì cũng tốn tiền chứ đó, mất cũng trông đó. Còn rượu thì khoảng ngâm chỉ rượu thì ngâm cả tháng á, mỗi lần thì nhất thì xúc miệng thì xúc cái này vài lần nó hết, cũng tuyệt vời luôn. Cái này là thuốc này là cái này là cổ cái thuốc cái dân gian đấy, cái thuốc dân gian này thì rất là tuyệt vời. Mình nhiều người cũng dùng cái này thôi nên mình biết được dân gian thường dùng cái này. Thấy cái hoa đẹp không, hoa nó cúc áo này, hoa to này, hoa như cái cúc áo luôn, hoa màu vàng hết. Cái này thì mình ngất ra thôi, còn cái này mình đi hái ngoài đồng thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người đây biết cả rồi, nên giờ mình chỉ ngất ra và ngâm rượu thôi. Cái này thì ngất ra rồi rửa sạch cho ngâm rượu thôi nhá, chứ không gì đâu. Còn cái thân là ai mà có muốn ấy thì uống về đau nhức xương khớp thì thể uống tươi được, mà phơi khô rang vàng uống cũng được, uống nhúng nước cũng được, rất là tuyệt vời. Thôi mình chia sẻ đến đấy thôi, mình ngất được từ nào đấy rồi thì mình cũng phải ngâm rượu, ngất cũng lâu đài đấy. Ai mà chưa biết đến cái này thì ai xem được cái này thì nên chia sẻ cho mọi người đều biết được tác dụng của cái cây hoa cúc áo hoa vàng này, để biết được cái cách chữa trị cũng như cái tác dụng của nó nhá. Nên mọi người chia sẻ để cho ai cũng được biết đến cái hoa cúc áo này nhá. Xin chào mọi người nhá.